Dạ, xin kính chào toàn thể quý bà con cùng quý vị các bạn kính mến. Thì sau khi phun về cánh trắng giai đoạn 37 38 ngày tuổi lúa có đồng đó, và đồng thời là mình kích đồng luôn, kèm song song kích đồng, thì hôm nay là lúa mình đã được 46 ngày thực hiện việc kích đồng lần thứ hai. Tại sao mình phải kích đồng lần thứ hai? Cái lượng phân bón của mình thì đã đủ rồi, mình đã bón xuống xuống ruộng thì đúng thời điểm đúng lúc, bây giờ nó đang thấm phân vô, nó đang nuôi đồng thì mình đủ phân, thì mình kích cái bằng cái thằng Atonis 98 á, thì mình nói lại mình không quảng cáo ha. Thì khi mà mình kích cái lần hai, cộng dồn với thằng gầy cánh trắng nó đang hoành hành thành dịch ở đây, thì cán bộ của bên trạm, bên chi cục bảo vệ thực vật và trạm bảo vệ thực vật cũng xuống khảo sát mấy cái miếng đất mà nó bị nặng đó, mình có đăng mấy véo trước đó. Thì phản ứng của trạm thì cũng khá là kịp thời, người dân để cùng chung cái người dân để mà dập dịch. Đây thì mình tiến hành mình lấy nước lại, nước rong nó chạy vô, chạy đường nước được rồi, mình không cần nước sâu ở trong ruộng. Tại hãm mình có thí nghiệm rồi, là nước sâu và nước đủ ẩm là gầy cánh trắng nó chết giống như nhau, nghĩa là mình không cần lấy nước sâu vô ruộng. Đây là chỗ mình, nó có một cái sọc vàng và cái sọc xanh đó, thì mình hãm mình chỗ xanh là mình dặm cái phân lạnh, phân ure mình trộn với dinep. Chỗ vàng thì mình giải 25 kg 18 18 18, thì mình cũng cập nhật lại cho các quý vị và các bạn cùng xem, thì nó có sự khác biệt như vậy. Thì mình dặm mấy chỗ thấp, bây giờ nó thành cao lại rồi, giờ cái lượng phân nó bắt đầu nó thấm lên lá. Sau cái quy trình mà nó đã, trong cái quy trình mà nó nuôi đồng mà nó lên được cái màu lá của xanh gì thì là cái lượng phân của mình là đáp ứng đủ và có thừa. Atonis đặc biệt một phần là khi mà ở dưới phân gốc đủ phân, thì khi mình phun lên cái lá thì nó tăng cường cái, nó xanh, màu xanh của lá lên và tăng cường kích rễ lên, rồi tăng cường cái làm lớn cái thành tế bào lên, thành ra cái vỏ chấu nó sẽ lớn. Thì giống như mình dí cái bầu, thì với cái bầu lớn thì cái mai mốt mình đựng nhiều thì cái vỏ chấu cũng vậy luôn. Thành ra là cái cử này thì mình tham là mình đóng lại một lần hai nữa để mình lấy được cái hột nó lớn. Thì khi mà 45 ngày làm đồng 38 39 ngày thì 45 ngày là 6 ngày, giờ là đồng là rõ nét rồi. Đó thì bông, số lượng bông trên, số lượng hạt trên bông và số lượng vé trên bông thì đã đủ. Thì bây giờ thì còn chỉ còn là cái hạt lớn và ít hạt lép nữa. Thuốc thì mình đã bổ xong, thì mình tiến hành là mình ém nước lại chiến thôi. Rồi, đặc trị gầy cánh trắng. Gói 4 một bịch này là 4 bình 100 g, bình tương đương 20 25 g. Nuchi 123. Một bình một gói. Diệt sâu, ngừa sâu đục thân. Đo ôn dư phẩm. Atonis 98. Pha ra 5,5 lít. Thì mình pha ra 7 lít. Mỗi một đợt là mình phun 3 lít rưỡi. Cái nào mình phun ra, mình pha ra 7 lít để mình phun cho 50C trong bình. Nó loãng hơn nhưng mà mình tăng liều lên tí. Gầy cánh trắng là đối tượng mới xuất hiện tầm khoảng 3 năm nay. Thì giai đoạn trước thì mình phun thì nó rớt, nhưng mà giai đoạn này thì phun nó cũng vẫn rớt nhưng mà nó thành dịch lớn. Nghĩa nó gây hại năng suất lớn. Thì việc mình phun, mình thấy qua theo mình quan sát á, thì các cái khuôn kia phun bằng cái máy bay điều khiển đó, thì hiệu quả nó không cao, là do nó thiếu cái lượng nước hay sao ấy. Nghĩa là mình áp dụng biện pháp phun bình phun máy này truyền thống,
phun 30 lít trên công tầm lớn các bạn ơi. Hy vọng là đợt này nó sẽ qua dịch. Rồi, xin trân trọng và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video kế tiếp ha.